Chào các bạn, chúng ta lại được gặp nhau trong buổi học thứ ba của tuần đầu tiên. Hai buổi học trước thì tôi đã giới thiệu với các bạn và cùng các bạn luyện tập bảng chữ cái của tiếng Hàn và tất cả các cái phụ âm và cũng như là nguyên âm. Ghép lại với nhau, chúng ta đã luyện đọc và luyện viết rất là kỹ. Thế và đến buổi này thì tôi sẽ giới thiệu với các bạn một cái phần cũng rất là quan trọng trong tiếng Hàn, đó là phần tiếng Hàn gọi là tạp chim, tức là phụ âm cuối. Những cái phụ âm nó đứng ở đằng cuối của một từ. Thế và chúng ta phải biết được những cái quy tắc phát âm của nó thì chúng ta mới có thể phát âm được cái từ đó. Thế và cái phần tạp chim này thì nó cũng khá là phức tạp. Thế và nó có một số cái quy tắc nhất định mà các bạn cần phải nhớ, cần phải học thuộc lòng thì chúng ta mới có thể phát âm được đúng một từ. Thế và mới đầu thì các bạn cũng thấy, khi mà mới nghe giới thiệu thì tôi nghĩ là các bạn sẽ cảm thấy là nó rất là phức tạp và khó nhớ. Nhưng sau này khi dần dần các bạn học quen đi thì các bạn cũng thấy là nó thành như một cái phản xạ của chúng ta ấy. Thì khi đó thì sẽ thấy nó dễ dàng hơn. Như các bạn thấy ở trên bảng thì ở phần Kulcha, Kulcha cả là gì các bạn còn nhớ không? Trong buổi học đầu tiên tôi đã giới thiệu với các bạn có nghĩa là chữ. Kulcha là ký tự đấy, là chữ tiếng Hàn. Thì ở đây tôi đã ghi ra toàn bộ các cái phụ âm tiếng Hàn. Và trong tiếng Hàn thì phụ âm có thể, tất cả các phụ âm đều có thể trở thành phụ âm cuối của một từ. Xong tất cả, không phải mỗi từng phụ âm một thì nó đều có những cái phát âm riêng biệt, như những trường hợp mà nếu nó là phụ âm đầu mà nó chỉ chia ra làm 7 trường hợp phát âm như thế này. Thế và có một số những cái phụ âm mà nó sẽ có một cái âm, nếu như trong trường hợp nó là đứng ở vị trí phụ âm cuối thì nó sẽ có cái phát âm giống nhau, như trường hợp này là có những 7 phụ âm. Mà nếu nó ở vị trí phụ âm cuối thì nó chỉ ra cái một cái phát âm là chữ T như thế này thôi. Vì vậy mà những cái trường hợp này các bạn phải buộc các bạn phải học thuộc lòng. Chỉ có cách học thuộc lòng thì chúng ta mới có thể biết cách phát âm được. Thế và các bạn phải luyện tập thật nhiều để nhớ được chúng, và để cho chúng ta có thể nhìn mặt chữ một cái có thể bật được ra cái cách phát âm của từng từ ngay. Trước tiên thì đó là chữ kiok này, sang kiok và kiok và kiok. Đây thì là các bạn tất cả cái chữ này, ba chữ này khi đứng ở vị trí là phát chim phụ âm cuối thì nó tất cả nó phát âm của nó sẽ ra là chữ K. Với trường hợp niên thì nó vẫn là chữ N. Và riêng cái trường hợp đặc biệt như thế này là chữ thiệt, xiọt, sang xiọt, thiệt, thiệt, thiệt và thiệt. Tất cả những chữ này thì khi đứng ở vị trí phụ âm cuối thì nó đều phát âm ra là như chữ thi lực, tức là chữ T của chúng ta. Tiếp theo đó là trường hợp chữ liền. Như ban nãy và như buổi trước tôi đã nói với các bạn là liền khi đứng ở vị trí là phụ âm cuối thì nó phát âm của nó sẽ là chữ L trong tiếng Việt. Tiếp theo đó là chữ niềm. Niềm thì vẫn nguyên như là ở vị trí phụ âm đầu, phụ âm cuối nó cũng là chữ M. Thế và chữ Piep và Piep thì hai chữ này khi đứng ở vị trí phụ âm cuối thì nó đều có phát âm là chữ P. Và chữ Niềng thì như tôi đã nói và giới thiệu với các bạn nhiều lần đấy, thì khi đứng ở vị trí phụ âm cuối thì chữ Niềng này sẽ tương đương với chữ Ng của tiếng Việt chúng ta. Tiếp theo các bạn sẽ có thể được luyện tập cách phát âm của các cái phụ âm cuối này thông qua một số ví dụ của một số các cái từ cụ thể mà tôi đã lấy ra, vì lấy ví dụ ra ở đây. Hôm nay thì tôi đã không viết các cái nghĩa vào đây. Thế và tôi sẽ nói chậm chậm thì các bạn có thể tự ghi vào vở của mình. Và cũng không nhất thiết là, tại vì đây chúng ta đang là phần luyện âm, thế nên là cũng không nhất thiết là các bạn phải nhớ được ngay lập tức tất cả những cái từ này, bởi vì nó cũng khá là nhiều. Và sau này chúng ta sẽ học dần dần trong các bài sau, trong các phần hội thoại thì các bạn sẽ được biết những cái nghĩa của những cái từ này sau. Còn hôm nay trước tiên thì tôi muốn các bạn luyện
tập các cái cách phát âm của các cái phụ âm cuối này. Như cái bảng trên, như cái bảng các bạn vừa thấy là kia sang kia và kia kia đấy, thì đều là có phát âm chung. Nếu nó đứng ở vị trí là phụ âm cuối thì nó đều có một phát âm là chữ ca, đúng không? Thì bây giờ tôi sẽ đọc một lần thế và các bạn phát âm theo tôi nhé. Trước tiên đó là chữ các, thạc, phua, cúp, cúp, thuộc, buộc, thạc. Tôi đọc lại một lần nữa. Các, thạc, phua, cúp, cúp, thuộc, buộc, ở trong này thì gần như là nó cũng đều có nghĩa. Ví dụ như các này thì nó cũng có nghĩa như tiếng Việt của chúng ta là chỉ số nhiều đấy, là các. Ví dụ các anh các bạn, các anh các chị hay là các bạn thì cái từ này nó cũng tương đương như vậy. Thạc có nghĩa là ở bên ngoài. Ví dụ ở bên ngoài nhà chẳng hạn thì chúng ta sẽ gắn cái từ nhà ở đằng trước cái chữ thạc này, và từ cái thạc này nó có nghĩa là chỉ ở phía bên ngoài. Phua có nghĩa là bếp. Cục là một cái đơn vị chỉ một bài hát, một khúc nhạc, tức là nó tiếng Hán của nó chính là khúc, là một khúc nhạc hay là một bài hát. Cúc có nghĩa là, nếu theo tiếng Hán thì nó có một nghĩa là quốc, có thể là nói trong quốc gia thì cũng dùng cái từ cúc này, hoặc có một cái nghĩa khác đó là canh. Canh mà chúng ta ăn cùng với cơm ấy, thì gắn với cái từ cúc này là canh. Thuộc tiếng Hán của nó là nghĩa là độc hoặc là đặc. Buộc thì có nghĩa là phúc, trong từ hạnh phúc. Tắc này, khi một cái này chúng ta đọc xem là thật đấy, thì cái từ này thì nếu như đứng một mình như thế này thì nó không có nghĩa gì cả. Tiếp theo các bạn sẽ đọc cùng tôi. Cái phần luyện tập cái phần âm niên, đặt chim niên, các bạn đọc theo tôi. Niên, ân nì, han cục, nôn, thàn, tôn, mun và phun. Các bạn đọc lại một lần nữa. Niên, ân nì, han cục, nôn, thàn, tôn, mun và pun. Mun có nghĩa là mắt hoặc là tuyết, nó có hai nghĩa, mắt hoặc là tuyết. Từ ân ni, như buổi trước tôi đã giới thiệu với các bạn là từ chị mà dành cho con gái, gọi con gái thì gọi là ân ni. Hàn cục chắc các bạn cũng có thể đoán ra đúng không ạ, đó là Hàn Quốc, theo đúng chữ tiếng Hán Hàn Quốc. Và nôn và thàn này thì nó là hai cái từ, nếu đúng riêng lẻ thì nó không có nghĩa gì cả. Tôn có nghĩa là tiền. Mun có nghĩa là cửa ra vào ạ. Và pun có nghĩa là phút giây ấy. Đó là pun. Tiếp theo đó là các âm mà có cái mặt chim là chi vật siọt, sang siọt, chi vật. Chi vật hay là hiệt, tất cả đều đọc là chữ T. Các bạn có nhớ không ạ, ở trong cái bảng trước các bạn đọc theo tôi. Thật tà, nạt, thật tà, nạt tà, xin lỗi các bạn, nạt, mịt, hiệt, cột, ụt tà, sốt, nạt. Các bạn thấy cùng là một từ và nó cùng có và nó có ba cái phụ âm cuối khác nhau, thế nhưng mà chúng ta phát âm thì đều giống nhau. Vậy vì vậy mà nó phải, khi dùng nó phải ghép với ngữ cảnh hoặc là ghép với một từ gì nữa thì chúng ta mới có thể đoán được nghĩa của nó. Tôi đọc lại một lần nữa, các bạn đọc theo tôi nhé. Tà, nạt, ịt tà, nạt,
nịt, khiệt, cột, cột tà, sốt, nạt, nạt, nạt. Về nghĩa thì thực tà có nghĩa là nghe, đó là động từ nghe. Từ nạt này nó có một cái nghĩa có thể gọi như là ví dụ khi mà bạn gặp một người nào đó mà bạn chưa bao giờ không không chưa bao giờ gặp người ta người người ta cả, thế và thấy bạn ấy bạn người đó rất là lạ, thì khi đó thì chúng ta sẽ dùng cái từ nạt này, thế nhưng nó phải ghép với một từ nữa, thế cho nên khi nó đúng một mình thì nó cũng không có cái nghĩa gì cả. Nhịp tà có nghĩa là có, từ này thì có nghĩa là ban ngày, nạt nạt có nghĩa là ban ngày, mịt là ở bên dưới, khiệt là các bạn không biết các bạn còn nhớ không, đây chính là tên gọi của chữ cái chữ hiệt này, cột tức là ngay lập tức ngay bây giờ, ụt tà có nghĩa là cười, sốt nạt 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 này thì các bạn có thể không cần, hiện tại bây giờ các bạn không cần biết nghĩa của nó cũng được. Tiếp theo đó là cái phạt chim liền, khi đứng ở vị trí phạt chim liền thì nó sẽ có cái phát âm là chữ L đúng không các bạn? Các bạn đọc theo tôi. Sang. Các bạn nhớ rằng khi chữ sang giọt này thì các bạn phải đọc mạnh lên bởi vì nó đang đứng ở vị trí là phụ âm đầu. Phụ âm đầu thì chúng ta vẫn phải giữ cái nguyên phát âm của nó. Sang. Khaul. Khaul. Đây là một cái âm khá là khó trong tiếng Hàn. Khi bây giờ các bạn đọc riêng một chữ thì có thể thấy là cái phát âm mình luyến cái liền ở cuối câu nó không có gì là khó lắm, nhưng khi mà sau này chúng ta đọc cùng trong cùng một câu chẳng hạn thì nó sẽ phải ghép với một số những cái từ khác, khi đó thì cái việc luyến cái chữ liền ở đằng cuối này sẽ đôi khi là làm cho chúng ta khi đọc cả câu nó dài thì chúng ta quên, chúng ta không luyến được cái liền này, thì thành ra là đọc cũng có lúc là cũng cảm thấy nó rất là khó. Thế nên trước tiên là khi mà chúng ta đang đọc từng từ một như thế này thì cho nên các bạn cố gắng là luyện tập cái liền này đọc cho nó thật chuẩn để cho chúng ta có thể sau này chúng ta đọc vào thành cả câu thì nó có thể dễ dàng hơn một chút. Các bạn đọc theo tôi phần chữ phạt chim liền. Sang Kaul Tang Ki Kil Sil Mal Kul Chal. Các bạn thấy là tôi đọc, khi tôi đọc thì tôi có vẻ hơi xuống giọng đúng không các bạn? Đây là một cách nói của người Hàn, tức là người Hàn với những từ ví dụ như sang thì mà người ta phải đọc nhấn mạnh lên thì người ta mới nói cao giọng lên thôi. Thế còn thông thường thì người ta đọc rất là cả hơi xuống giọng như vậy. Thế bởi vì là tiếng Việt của chúng ta thì nó là cái tiếng mà có dấu, có thanh hiệu, nên các chúng ta hay đọc là phải lên lên xuống xuống. Thế nhưng nếu người Hàn mà người ta nghe chúng ta đọc tiếng Hàn mà chúng ta cứ lên giọng nhiều quá thì nghe nó sẽ rất là khó chịu đối với người Hàn. Nên các bạn khi đọc thì các bạn cố gắng là không nên là ví dụ như là Kaul thì không nên đọc là Kaul, cùng có thể cùng và phát âm thì vẫn là đúng thôi, thế nhưng mà nghe với người Hàn thì nó sẽ không dễ chịu cho lắm. Các bạn chú ý như vậy và các bạn đọc lại theo tôi một lần nữa. Sang Kaul Tang Ki Kil Sil Mal Kul Chal. Sa có nghĩa là gạo. Gạo. Người Hàn cũng ăn cơm như chúng ta. Thế và họ cũng ăn cơm gạo tẻ như chúng ta. Thế cho nên là có cái từ sa là gạo như thế này. Thaul có nghĩa là mùa thu. Mùa thu đây là từ thuần Hàn. Còn có một cái từ tiếng Hán như là xuân hạ thu đông trong tiếng Việt của chúng ta đó, thì thu có một từ, có một nghĩa từ khác nữa. Còn thaul là từ thuần Hàn có nghĩa là mùa thu. Tiếp theo tan ki có nghĩa là dâu tây, quả dâu tây. Ki là con đường. Xin là chỉ khâu mà các bạn hay khâu áo, khâu quần áo đấy, là xin. Mal là lời, tiếng,
lời nói, ví dụ như là tiếng Hàn chẳng hạn, Hàn Quốc là Hàn Cục, thì bạn ghép với mal và Hàn Quốc mal, khi đó sẽ trở thành tiếng Hàn Quốc. Cư là chữ, chal là tốt hay là giỏi, nó là một phó từ đứng đằng trước động từ hay tính từ. Tiếp theo, phần luyện đọc luyện luyện phát âm của bài Chim Mềm, các bạn đọc cho tôi. Bùm, xin lỗi các bạn, bùm, bùm đây là chữ việt, bùm. Kim chi, nam san, tham, tam, tham, sum, kim. Các bạn đọc lại một lần nữa. Bùm, kim chi, nam san, tham, 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 sum và kim. Hình nghĩa thì bùm có nghĩa là mùa xuân. Kim chi đó là một món ăn, chắc các bạn cũng đã biết là một món ăn rất là nổi tiếng và một món ăn đặc trưng của dân tộc người Hàn và không thể thiếu trong tất cả các bữa cơm của họ, luôn luôn phải có, đó là món kim chi, đó là món dưa đó, dưa muối. Nam San là tên một ngọn núi, trên đó có cái tháp truyền hình cao nhất của Hàn Quốc. Tham có nghĩa là quả hồng, quả hồng. Tham này thì không có nghĩa nếu khi nó đứng một mình. Tham có nghĩa là hạt rẻ, hạt rẻ, và có một nghĩa nữa đó là đêm, buổi đêm thì có cũng là tham. Và kim thì nó là một loại rong biển để khô, làm khô đi, và người Hàn thì hay thường hay quấn cái đó vào cơm để ăn. Tiếp theo, mời các bạn luyện đọc phần phạt chim chữ tiệm. Các bạn đọc theo tôi. Phạt tiệm, tiệm, tạp, bộc, sát, xúc, ạp. Các bạn thấy ở đây có phạt chim là tiệm và phiệp đúng không? Thế nhưng mà tất cả đều được phát âm là chữ phiệp thôi. Các bạn nhớ điều đó. Tôi sẽ đọc lại một lần nữa và các bạn đọc cùng tôi nhé. Ập, hịp, hịp, tạp, bộc, sáp, xúc, ạp. Về nghĩa thì bạc có nghĩa là cơm, cơm. Và ịp thì có nghĩa là cái miệng. Ịp là lá, hợp là có nghĩa tiếng Hán, theo tiếng Hán của nó là pháp đấy, là thường là người ta gắn với một cái luật gì đấy đằng trước ấy. Ví dụ như là luật gia đình chẳng hạn, thì là có chữ gia đình đằng trước, xong hợp rồi đằng sau thì có nghĩa là luật gia đình. Và sạp, điều này cũng một mình cũng không có nghĩa. Xúc có nghĩa là rừng. Ạp là đằng trước, đằng trước. Tiếp theo đó là phần luyện phát âm của bạc chim yêng. Như tôi đã nói là yêng khi đứng ở vị trí là phụ âm cuối thì nó sẽ tương đương với chữ ng trong tiếng Việt của chúng ta. Các bạn đọc theo tôi nhé. Thàng, trung y, cung hang, thàng, sang, trùm, khung, thùng. Các bạn đọc lại một lần nữa. Càng, trung y, cuồng hàng, thằng, xăng, trùng, khung và thùng. Về nghĩa thì càng có nghĩa là sông, theo tiếng Hán thì nó là giang. Thì sang nghĩa của chúng ta thì từ phần Việt của chúng ta có nghĩa là sông đấy. Trung y thì là giấy, cung hàng có nghĩa là sân bay, hàng là phòng, xăng thì có thể có một nghĩa là giải thưởng, giải thưởng cũng là xăng, hoặc là nói đến một cái bàn nào đấy thì người ta cũng có thể dùng từ xăng. Chuông là cái chuông, khung là từ chung chỉ các loại đậu, các loại đậu đỗ đó, hoặc là lạc, những cái chủng loại như thế thì có một cái tên chung, một cái tên chung là khung. Thùng thì có thể nó là một cái thùng hay là một cái thúng gì đó, một những cái chủng loại như vậy thì người ta dùng một từ, một cái từ chung gọi là thô.
Các bạn vừa mới luyện đọc mà tất cả các cái âm phụ âm cuối, cái âm phụ âm bạc chim ở những cái trường hợp đơn giản như thế này. Thế và tiếp theo tôi xin giới thiệu tiếp với các bạn một phần tiếp theo trong cái phần bạc chim, nhưng mà đây không còn đơn thuần là cái bạc một bạc chim nữa, mà nó là bạc chim ghép, tức là có hai phụ âm đứng ở vị trí phụ âm cuối chứ không còn phải là một phụ âm như chúng ta vừa mới học nữa. Như các bạn đã nhìn thấy trên bảng thì tôi đã thống kê ra một số những cái phụ âm cuối ghép mà chúng ta thường gặp. Đây, bên này là phần chữ, còn bên này là phần phát âm. Khi mà phát âm thì nó sẽ ra những cái chữ tương ứng như thế này. Với ví dụ như trường hợp của chữ kiệt và giọt, khi mà chúng ở vị trí phụ âm cuối thì khi mà phát âm thì chúng ta chỉ phát âm là kiệt thôi. Thế và niền và triệt thì khi phát âm ra nó sẽ thành là niền và là chữ n. Niền và hiệt thì phát âm ra nó sẽ là chữ n. Liền và kiệt thì sẽ chúng ta sẽ lấy là chữ k, tức là kiệt đấy. Liền và miềm thì các bạn cũng sẽ lấy miềm. Liền và việc chúng ta sẽ lấy chữ, ở trong trường hợp này tại sao chúng tôi lại để ra để hai chữ đó là chữ L và chữ P, bởi vì là nếu như trong trường hợp cái chữ đứng đằng sau cái một cái từ đứng đằng sau cái chữ mà có hai phụ âm cuối là liền và kiệt như thế này, nếu đằng sau nó nếu là một nguyên âm thì người ta sẽ đọc cái chữ kiệt này, tức là cái chữ P ghép lên cái nguyên âm ở đằng sau. Cái đấy thì tôi sẽ lấy ví dụ cụ thể, một lát nữa tôi sẽ lấy ví dụ cụ thể để các bạn có thể hiểu rõ hơn. Và cái chữ đằng trước này khi đó thì chúng ta chỉ phát âm chữ liền thôi. Thế còn cái âm tiệp này thì nó sẽ luyến lên, nó luyến lên với cái nguyên âm mà đứng đằng sau nó. Còn trong trường hợp nếu như đằng sau nó không có cái gì cả, nó là một cái từ đơn, thì trong trường hợp đó chúng ta sẽ lấy cái âm P này, lấy cái âm tiệp này để đọc cho cái đọc thành phụ âm cuối của cái từ đó. Tiếp theo là liền và xiọt thì sẽ lấy chúng ta sẽ đọc cái âm là liền. Liền và thi gật chúng ta sẽ lấy cái âm liền là chữ L. Liền và thiệp chúng ta sẽ đọc thành chữ P. Liền và hiệt thì cũng chúng ta sẽ đọc thành cũng lấy chữ L. Thiệp và xiọt thì là thành chữ P. Tôi sẽ lấy cái ví dụ cụ thể để cho các bạn có thể dễ hình dung với những cái trường hợp ví dụ như thế này. Đó là phụ âm cuối bạc chim của nó là kiệt và xiọt, thì chúng ta sẽ đọc như thế nào các bạn? Chúng ta sẽ lấy cái phụ âm đọc cái phụ âm cuối là kiệt đúng không? Tức là chữ k đó. Thì khi đó chúng ta sẽ đọc là một một. Thế nhưng trong trường hợp đằng sau nó là một nguyên âm, tức là chữ y, thì chúng ta sẽ đọc cái âm đằng trước này một này, chúng ta sẽ lấy nguyên cái chữ kiệt này để chúng ta đọc. Thế còn cái chữ xiọt này chúng ta sẽ luyến nó lên với cái nguyên âm mà đứng đằng sau nó, ví dụ như thế. Thế cho nên khi các bạn viết thì các bạn vẫn viết nguyên nguyên dạng của nó là một và y như thế này, nhưng khi chúng ta đọc ấy, thì chúng ta phải đọc là một si một si. Vì tiếng Hàn khác với tiếng Việt ở chỗ nó không phải là loại hình ngôn ngữ đơn lập. Tiếng Việt của chúng ta là loại hình ngôn ngữ đơn lập, tức là từng từ mỗi một âm tiết nó là một cái thể thống nhất, và chúng ta không có bị ảnh hưởng bởi cái âm của đằng trước hay đằng sau đó. Thế nhưng trong tiếng Hàn thì cái loại hình ngôn ngữ của nó là loại hình ngôn ngữ chắp dính, tức là cái từ đứng đằng trước có thể ảnh hưởng đến cái phát âm của đằng sau, và nó luyến vào cái âm nguyên âm đứng ở đằng sau. Thế thành ra là cái loại hình ngôn ngữ đó người ta gọi là loại hình ngôn ngữ là chắp dính. Vì vậy mà chúng ta phải làm quen với cái cách phát âm như thế này, và các bạn phải đọc thật nhiều, luyện tập thật nhiều thì chúng ta mới có thể phát âm được thành thạo cái này. Tôi xin đọc lại một lần nữa là một
Nếu trong trường hợp tạp chim là kiệt và diệt thì chúng ta chỉ lấy âm kiệt là âm ca để đọc vào phụ âm cuối thôi. Thế còn khi đằng sau nó là một nguyên âm, ví dụ ở đây là chữ A chẳng hạn, đây không phải là nguyên âm A, à không phải là nguyên âm Y mà là nguyên âm A chẳng hạn, thì chúng ta sẽ đọc thế nào các bạn? Mộc xa, đúng không? Chữ xiọt này nguyến lên với chữ A thì sẽ là mộc xa. Tương tự như vậy, ở trường hợp này chữ an thả, nghiền và triệt thì ở đây nó là một động từ, an tà có nghĩa là ngồi, thì đằng sau nó là một động từ, là thi dịch là động từ, thành ra là xin lỗi các bạn, đằng sau nó là một phụ âm, thế cho nên nó không bị luyến gì cả, mà các bạn cứ đọc theo cái âm của nó, lấy nguyên cái âm n thôi, niền và triệt chỉ lấy chữ n thôi, đọc là an thả. Còn đằng sau nó là, nếu như đằng sau nó là một nguyên âm như cho trường hợp ở trên thì chúng ta lại đọc cái chữ đằng trước thì chúng ta giữ lại âm niền n, và cái chữ triệt này chúng ta sẽ luyến nó sang chữ a, sang cái nguyên âm a đứng ở đằng sau thì chúng ta sẽ đọc là an trà, an trà. Và khi viết thì các bạn nhớ là vẫn phải viết từ nguyên dạng như thế này. Thế và khi đọc thì chúng ta chỉ khi đọc thì chúng ta mới luyến lên thành là an trà như thế này thôi. Trong một trường hợp khác, đây đều là các cái thể chia động từ khác nhau của cái chữ an tà, tức là chữ ngồi này, an trà, tức là khi bạn nói với người ít tuổi hơn mình, với bạn bè thân thiết thì chúng ta không cần phải kính trọng, và chúng ta nói một cách thân mật thì chúng ta nói là an trà. Thế còn khi nói với người lớn hơn và người mà chúng ta cần phải kính trọng thì chúng ta sẽ thêm một cái đuôi là ship siêu vào đấy, thì các bạn sẽ nói là ăn chưa ship siêu, ăn chưa, tức là lấy cái, các bạn thấy là cái triệt này nó đã được luyến lên cái chữ ư đằng sau rồi, như các bạn đọc như cái âm mà nôi để ở trong ngoặc đơn như thế này, ăn chưa ship siêu, ăn chưa ship siêu, xin mời ngồi, đó là câu nói mời ngồi lịch sự. Trước tiên thì các bạn cố gắng là tập trung vào việc luyện đọc trước, luyện luyện phát âm trước, sau này chúng ta sẽ còn có nhiều cơ hội để gặp lại những cái từ này trong các cái bài sau, thành ra là lúc đấy thì chúng ta mới nhớ nghiệm cũng được. Tiếp theo vòng thứ ba đó là chữ nghiền và hiệt, đọc chi nghiền và hiệt. Trường hợp này thì chúng ta cũng sẽ giữ lại đọc ở trong chữ này là đọc đọc cái âm nghiền thôi, tức là chữ n. An thả, an thả. Các bạn thấy ở đây thì cái hiệp này nó lại là một trường hợp đặc biệt mà sau này tôi sẽ lại giới thiệu xa tiếp với các bạn ở trong các trường hợp sau. Là tuy đằng sau nó là một phụ âm, thế nhưng nó là hiệp với thi vật, thành ra nó lại luyến, nó lại kết hợp vào với nhau thành chữ thi vật. Giống như là chữ 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 thờ của chúng ta đấy, t ghép với h thì thành chữ thờ, đúng không? Thì trong trường hợp này nó cũng tương tự như vậy, thi vật ghép với h à, với hiệt thì nó sẽ trở thành chữ thi vật. Đây là một trường hợp đặc biệt thì các bạn buộc phải học thuộc và phải nhớ để chúng ta phát âm. Các bạn đọc theo tôi, an thà. Trường hợp này cũng tương tự như vậy, cũng là hiệt ghép với cả ti gật thì nó sẽ thành thi gật là man thà, man thà. Và đây là man nào, man nào. Còn trường hợp này thì hiệt hiệt tuy cũng là chữ hờ, thế nhưng trong trường hợp ghép với một ở đằng sau nó là một nguyên âm thì nó lại trở thành âm vô thanh, tức là nó không không có phát âm. Các bạn không thể đọc là man hayo được, mà mình vẫn cứ giữ cái, vẫn các bạn vẫn luyến cái âm niền này sang cái âm a ở đằng sau, tức là màn này, màn này. Các bạn đọc lại theo tôi một lần nữa, an thả, màn thả, màn này. Ở dòng thứ tư đó là âm liền và kiều. Các bạn chắc bạn vẫn còn nhớ ở trên cái bảng trước mà tôi vừa mới giới thiệu, đó là liền với kiệt thì chúng ta sẽ giữ lại âm kiệt, tức là chữ ca. Hức, các bạn đọc cho tôi, hức, hức, ịch tà, chữ y này và với chữ ca ghép vào thì sẽ thành ịch tà, yên cờ. Ở trong trường hợp này, khi đằng sau nó là một nguyên âm thì các bạn lại luyến cái chữ kiệt này lên với cái nguyên âm ở đằng sau nó, và chúng ta giữ lại cái âm liền
và chúng ta sẽ đọc cái chữ đằng trước là phụ âm cuối của nó là liền. Các bạn đọc đây là chữ theo đúng như là cách viết của nó, còn đây là cái cách phát âm tôi đã ghi, tôi đã cho vào trong mục như thế này. Các bạn đọc lại theo tôi. Liền cờ. Trường hợp này, những trường hợp mà phải luyến âm như thế này thì chúng ta nên đọc nhanh lên để không nên đọc quá rõ ràng một cách là yên cờ ra, để cho người ta nếu đọc quá rõ ràng như vậy vậy thì sẽ thành ra lại là không hay và nó không được chuẩn lắm, thì chúng ta phải đọc hơi nhanh lên một chút, luyến nhanh lên một chút, yên cờ. Tiếp theo trong cũng là một biến thể của chữ ịch ca, các bạn còn nhớ không? Đây chính là ịch trong cái luyện đọc ịch thi đó, thì chính là từ là động từ đọc. Còn đây trường hợp này cũng như trường hợp ăn chữ siêu này là khi nói với người mà chúng ta cần phải kính trọng, các bạn dùng từ dùng cái đuôi câu là siêu này. Các bạn đọc theo tôi nhé. Inclusive, xin mời đọc, xin bạn hãy đọc. Tiếp theo dòng thứ năm của chúng ta là âm bạt chim liền và miềm, là chúng ta sẽ giữ lại cái âm liền tức là L. Bạn đọc theo tôi. Thơm tà. Khi đằng sau nó có là một nguyên âm thì chúng ta lại phải luyến cái chữ liềm này với cái nguyên âm ở đằng sau nó, tức là thơm mờ. Tiếp theo, san tà, sa mờ, như ở trong cái ngoặc kệ hoặc đơn mà tôi đã viết ra bên cạnh đây. Tiếp theo đó là phần luyện âm bạt chim của liền và siọt. Chúng ta sẽ giữ lại âm liền, tức là chúng ta sẽ đọc âm phát âm thành chữ L. Các bạn đọc theo tôi. Vê cùl. Và nếu rằng trường hợp nó đằng sau của nó là một nguyên âm thì nó lại phải luyến lên, và chữ siọt luyến lên với cái nguyên âm để luyến đằng sau nó, là các bạn đọc theo tôi là vê cùl sư rô, như ở trong ngoặc mà chúng tôi đã ghi ở bên cạnh. Tiếp theo đó là phần bạt chim liền và kiệp. Các bạn đọc theo tôi nhé. Các bạn còn nhớ là nó sẽ giữ lại âm gì không? Âm liền đúng không? Âm liền tức là chữ L. Các bạn đọc theo tôi. Nhớ tời. Nơi thả. Nơi bờ. Tiếp theo như ở trên, đó là nếu đằng sau nó là một nguyên âm thì cái chữ tiệp lại được luyến ra đằng sau là nơi bờ. Phạc tà. Phan thả. Tiếp theo là chữ phạt chim liên và thiệt. Hàn thả. Đây cũng như vậy. Hàn thả. Tiếp theo đó là bạt chim liền và phiệp. Các bạn đọc theo tôi. Liền và phiệp này, như chúng ta ở phần bảng trên chúng ta đã có, tức là chúng ta sẽ giữ lại cái âm P, âm phiệp đó, thì sẽ đọc là ực cả và ơn bỏ. Khi mà có đó nguyên âm ở đằng sau nó thì chữ P sẽ được luyến ra đằng sau, và chúng ta phải phát âm cái chữ liền đằng trước vậy. Ơn bờ. Dòng thứ 10 đó là chữ liền và hiệp. Các bạn đọc theo tôi. Hiên thả. Tương tự như cái trường hợp mà này, ban nãy tôi đã giới thiệu với các bạn là hiệp luyến với cả chữ thiệt thì sẽ ra là cái âm thiệt này. Thế cho nên là trong trường hợp này các bạn cũng đọc như vậy. In tha. Ira berida. In tha này, chúng ta liền và hiệt thì chúng ta chỉ giữ lại âm liền để đọc thôi. Thế và đằng sau nó, tuy đằng sau nó là nguyên âm, thế nhưng vì nó là nguyên âm thì cho nên chữ hiệt này sẽ trở thành âm vô thanh. Thế là chúng ta vẫn chỉ đọc là và trong trường hợp này lại có thêm một cái nữa mà các bạn phải chú ý, đó là liền.
liền khi nó đang là phụ âm cuối ở chữ này, thế nhưng để khi đằng sau nó lại là một nguyên âm thì nó sẽ luyến luôn, nó sẽ trở thành phụ âm đầu của cái nguyên âm đấy đằng sau nó. Thế cho nên vì vậy mà khi liền đứng ở vị trí phụ âm đầu thì nó sẽ đọc là chữ R chứ không còn là chữ L nữa. Thế cho nên nó sẽ đọc là Iraparita chứ không phải là Iniparita nữa. Các bạn nhớ nhé, các bạn đọc lại một lần nữa theo tôi. Iraparita, Iraparita. Tiếp theo dòng 11, chữ Kiệp và Siọt thì chúng ta sẽ giữ lại chữ Kiệp, tức là chữ P. Các bạn đọc theo tôi. Ập tà, ập sơ chỉ tà, ập sơ chỉ tà. Kiệp và khi đằng sau nó là nguyên âm thì chữ Siọt sẽ luyến lên cái nguyên âm đó, tức là đọc là ập sơ chỉ tà. Các bạn đọc lại một lần nữa theo tôi. Ập tà, ập sơ chỉ tà. Tiếp theo tôi xin giới thiệu với các bạn tiếp một số cái nguyên một cái số cái quy tắc biến đổi trong tiếng trong trong phát âm tiếng Hàn nữa, đó là hiện tượng âm mũi hóa. Tiếng Hàn đọc là khốt sori thuê kỳ. Các bạn đọc lại theo tôi. Khốt sori thuê kỳ, khốt sori thuê kỳ, tức là âm mũi hóa. Và nó có một số cái quy tắc như sau mà chúng ta các bạn buộc phải học thuộc lòng. Đó là khi cái phụ âm cuối bật chim là kiểu, nhưng đằng sau nó cái phụ âm đầu, cái từ cái phụ âm đầu của từ đứng đằng sau nó là niền hoặc niềm, thì nó sẽ thì cái phụ âm kiểu này sẽ biến thành nhiều, như tôi đã như cái công thức tôi đã viết ở đây. Các bạn nhớ nhé, tôi xin nói lại một lần nữa. Khi phụ âm cuối của một chữ là kiểu nối liền với phụ âm đầu của từ đằng sau nó là niền và niềm, thì nó sẽ cái phụ âm cuối đó, cái phụ âm cuối ở cuối từ đằng trước sẽ biến thành yểm. Ví dụ trong trường hợp như thế này, han, nếu như chúng ta đọc bình thường theo như chữ viết của nó thì sẽ là han cúc mà, đúng không các bạn? Cúc ở kia ở đây thì phụ âm cuối thì chúng ta đọc là phát âm là ca, thế cho nên sẽ đọc là han cúc mài. Thế nhưng nếu như đọc một cách chuẩn xác theo đúng cái quy tắc phát âm của tiếng Hàn thì chúng ta cái chỗ này có hiện tượng này, người ta gọi là âm mũi hóa hay là âm nhạc hóa đấy các bạn, thì nó sẽ các bạn sẽ phải biến cái âm kia này thành âm nhường, tức là nó bị mũi hóa đi, là han cung mài, han cung mài. Các bạn phải đọc lớn nhanh lên, han cung mài. Tiếp theo là cúc mùi, cúc mùi thì chúng ta sẽ đọc là cung mùi, cung mùi. Như tôi đã viết những cái ở trong ngoặc như thế này, các bạn có thể nhìn vào đấy đọc, thế và nhớ là để học thuộc. Trường hợp này là cúc mìn thì chúng ta đọc là cung mìn, cung mìn, cung mìn. Súc nhờ, sung nhờ, sung nhờ. Hắc nhiên thì chúng ta đọc là hăng nhiên, hăng nhiên. Thạch nhiên thì chúng ta đọc là thanh nhiên, thanh nhiên, thanh nhiên. Các bạn đã rõ chưa? Tôi xin đọc lại một lần nữa cái phần phát âm ở trong ngoặc này, các bạn đọc theo tôi nhé. Han cung mà, cung mùi, cung nhìn, sung nhờ, hăng nhìn, thanh nhìn. Tiếp theo cũng là một hiện tượng của âm mũi hóa, của âm âm mũi hóa thì đó là với cái âm tiệp. Tiệp cũng tương tự như vậy, khi nó đứng ở vị trí là bạt chim nhưng lại kết hợp với đứng đằng sau nó là cái từ đứng đằng sau nó có phụ âm đầu là niền hoặc niềm, thì cái phụ âm cuối tiệp này sẽ biến thành niềm trong trường hợp cụ thể như sau. Thập mắt, từ này có khi mà các bạn bạn đọc bình thường thì cái chữ này là thập có nghĩa là cơm, mát có nghĩa là vị, vị cơm,
hai cái chữ này ghép ghép vào với nhau thì nó là như vậy. Thì các bạn sẽ đọc là thầm mặt, thầm mặt. Tương tự như vậy, ở đây cũng thế, cũng kết hợp việc với niềm thì nó sẽ là ở đây cũng từ nguyên dạng của nó là ịp mát, ịp màn, ịp màn. Thế nhưng khi đọc chưa chuẩn thì chúng ta sẽ phải đọc là im màn, im màn. Tiếp theo là xin niên, mà chúng ta phải đọc chuyển sang là xin niên, xin niên. Im tả, và chúng ta đọc là đúng ra ở từ nguyên dạng thì chúng ta phải đọc là ịp nì tả, nhưng mà chúng ta phải chuyển đọc chuyển sang thành im nì tả, im nì tả. Trường hợp này hasim nì cá, nhưng chúng ta phải đọc là Hasinika, Hasinika, tại vì nó là câu hỏi, cái cấu trúc này nó là cấu trúc câu hỏi nên khi đọc các bạn hơi lên giọng một chút. Hasinika. Tiếp theo, Mansumita. Nhưng khi chúng ta chuyển đọc chuyển sang ở đây nhẽ ra chúng ta phải đọc là Mansumita, tại vì đây là chữ P mà, Mansumita. Nhưng mà chúng ta phải đọc luyến sang thành Mansumita, Mansumita. Ta chuyển sang phần cuối cùng. Chúng ta chuyển sang phần cuối cùng của bài hôm nay. Đó là tôi sẽ giới thiệu với các bạn một hai quy tắc nữa của âm bật hơi của các cái chữ khiệt, thi việt và phiệt. Nếu âm phụ âm cuối của nó là phụ âm cuối của một từ là kiệt mà kết hợp với phụ âm đầu của từ đứng đằng sau nó là hiệt, thì khi đó nó sẽ chuyển thành cái phụ âm cuối đó sẽ chuyển thành à cái phụ âm đầu của từ đứng đằng sau sẽ chuyển thành hiệt. Tương tự như vậy, thi gật kết hợp với hiệt thì sẽ chuyển thành hiệt, hiệt kết hợp với hiệt thì sẽ trở thành hiệt. Các bạn đọc theo tôi trong những cái trường hợp cụ thể như sau. Xin chắc hà đà, nếu như đúng theo viết ra như thế này, theo theo cách viết thì chúng ta sẽ đọc là si chắc ha ta, nhưng nếu theo cái nguyên tắc này thì các bạn sẽ phải đọc là si chắc ha ta, si chắc ha ta. Các bạn không nên đọc một cách quá rõ ràng là si cha kha tà, mà chúng ta phải đọc luyến bạc liền vào với nhau để cho người ta vẫn có cảm giác rằng nó ở đây, ở đây ở đằng ở cái phụ âm cuối này mà vẫn có chữ ca. Thế là chúng ta luyến lên đọc, nhưng mà phải biết để cho người ta biết rằng chúng ta đã luyến lên cái chữ hiệt ở đằng sau, thì như vậy thì mới theo đúng được những cái phát âm của người Hàn. Các bạn nghe tôi lại đọc lại một lần nữa, si cha kha ta, si cha kha ta. Tiếp theo, check ha cổ, check ha cổ, nhưng giờ chúng ta phải đọc theo đúng quy tắc là che ha cổ, che ha cổ, che ha cổ. Tiếp theo đó là từ chúc hà, chúng ta đọc là chúc hà, chúc hà, chúc hà. Tiếp theo nhân sự pha kỳ, nhưng mà chúng ta sẽ đọc chuyển sang thành nhân sự pha kỳ, nhân sự pha kỳ, nhân sự pha kỳ. Từ y phát thì chúng ta sẽ đọc là y phát, y phát, y phát. Và chốt thả, chốt thả, đây đã đọc cái chữ hiệt luyến với thi gật thành chốt thả, chốt thả. Và ở đây cũng như vậy, xin thả, cái này thì các bạn chắc đã biết rồi bởi vì chúng ta đã học ở trên rồi. Còn lại liền là hiệt luyến lên với thi gật sẽ thành chữ thi gật, xin thả, xin thả. Và từ quên chăn thả, chúng ta đọc là quên chăn thả, quên chăn thả. Tất cả các từ này đều có nghĩa xin chắc kha tả, có nghĩa là bắt đầu động từ. Check kha cổ, check kha cổ, check là sách, check có nghĩa là sách, là danh từ. Kha cô là và, check là sách và một cái gì đó ở đằng sau thì chúng ta sẽ có cái từ ghép như thế này. Chúc kha thì có nghĩa là chúc mừng, ở dạng danh từ khi mà động từ thì nó sẽ cộng thêm một cái đuôi nữa, sau này chúng ta sẽ học sau. Nhân sub haki là động từ của từ luyện tập, luyện tập, nhân sub haka là luyện tập. Nhập học, nhập học có nghĩa là nhập học, đầu năm học đấy thì chúng ta nhập học thì có từ 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 nhập học là nhập học. Chốt thả là tốt,
xin thả là không thích và ghét. Người Hàn dùng cái, nếu mà dịch sang tiếng Việt thì chúng ta có thể dịch là ghét. Thế nhưng trong thực tế người Hàn trong hội thoại người ta dùng ấy, thì chúng ta có thể dịch là không 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 thích, đơn giản là không thích thôi chứ không đến mức là ghét. Còn quên thăng cả là không có gì, không sao, hay là tốt được, trong một số trường hợp thì chúng ta cũng có thể dịch là được. Ví dụ như nói là có một người nào đấy hỏi các bạn là các bạn có bị làm sao không, có bị vừa các bạn vừa bị ngã xong chẳng hạn, là thì người ta hỏi là có các bạn có làm sao không, thì các bạn nói là quên thân thà, thì có nghĩa là không sao, tôi không sao cả, tôi vẫn bình thường, vẫn tốt. Tiếp theo đó là trường hợp chữ thi gật phụ âm cuối là thi gật luyến lên với một cả nguyên âm ở đằng sau, thì nó sẽ chuyển thành chữ chi gật và chữ thi gật luyến với nguyên âm ở đằng sau. Xin lỗi các bạn, ở đây là do chế tác, người ta đã biết thiếu chữ y, chữ chữ y ở đầu, nhưng mà đây tức là chữ y, thì thi gật cộng với một nguyên âm y hay là bất cứ nguyên âm nào đó ở đằng sau thì nó sẽ biến thành chiệt, tức là âm bật hơi. Trong các bạn có thể thấy cụ thể ở trong ví dụ như sau. Nếu như bình thường thì chúng ta sẽ đọc đây là mặt y đúng không, chữ thi gật thì đọc là chữ t và chúng ta sẽ đọc là mạt y, nhưng trong trường hợp này thì chúng ta sẽ phải đọc là mà chỉ, mà chỉ. Cái triệt này nó cũng sẽ luyến lên với cái âm y ở đằng sau nó, thì chúng ta sẽ đọc là mà chỉ. Tiếp theo he tô chỉ, he tô chỉ, cà chỉ, cà chỉ, cái này thì bạn phải bật hơi được ra, cà chỉ, và hết việc chỉ, hết việc chỉ. Hết ở đây chúng ta ở đây cái âm của nó là xiọt, thế nhưng mà khi cái âm các bạn cũng biết là âm xiọt thì khi nó ở vị trí phụ âm cuối thì nó sẽ đọc thành thi gật, tức là chữ t. Thế còn cái thi gật đây thì sẽ luyến lên với phải chữ y đằng sau và sẽ biến thành triệt, thì cho nên chúng ta sẽ phải đọc là hết việc chỉ, hết việc chỉ. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta đã hoàn thành 3 buổi học đầu tiên, 3 buổi học trong một tuần đầu tiên, và tôi đã giới thiệu được tương đối đầy đủ hệ thống và trọn vẹn tất cả các bảng chữ cái, cũng như là cùng với các bạn để luyện tập cách viết cũng như là cách đọc các cách phát âm các nguyên âm phụ âm. Thế và chúng ta cũng đã được học cái phần có rất là quan trọng, đó là phần các cái nguyên tắc phát âm của bản chim, của phụ âm cuối và một số các cái quy tắc của nó. Thì đặc biệt là trong bài 3 của tuần đầu tiên này, các bạn phải học thuộc tất cả các cái quy tắc phát âm của cái phụ âm cuối này thì chúng ta mới có thể phát âm được thành thạo các cái từ và phát âm một cách chuẩn xác giống như người Hàn. Và tôi rất là mong rằng các bạn sẽ về nhà và xem lại bài giảng của tôi nhiều lần và phát âm thật là chuẩn theo những cái hướng dẫn và theo những đúng quy tắc mà tôi đã nói với các bạn từ đầu tới giờ. Chúc các bạn có được một buổi học lý thú và hẹn gặp lại với các bạn trong buổi học lần sau. Tạm biệt các bạn. Annyeonghaseyo.